Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cậu bé đang cầm một chiếc ô cùng với mặc một bộ quần áo mưa này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Bộ quần áo này thì mình tô màu xanh. Thank you.
bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cậu bé cầm chiếc ô này và mặc bộ quần áo mưa này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.